đường trong thời gian khoảng 3 ngàn năm trước công nguyên. Trời tạo ra địa chấn, chán ổng đúng là cái điểm nhấn mà. Ai cập cổ đại mà thì môn này có đặt vào phương chiều thứ 18 của Tân Vương Quốc. À thôi, cũng hết giờ rồi. Thôi mọi người đi về đi, không phải chúng ta sẽ còn tiếp bài này. Chào bạn lớp. Nãy bài làm rơi á. Ờ, đúng rồi nha. Có sao không nhở? Đúng sao rồi. Em sao giờ này mấy giờ rồi mà tới trễ? Đường kẹt quá em tới trễ xíu. Thôi được rồi, bữa khác làm đây, đi về đây. Đêm thay rồi em vô làm. Thôi khỏi, có người làm rồi. Đi về đây. Vô đây nói chuyện với tôi. Ông coi cái bản điểm mà phải đi học kiểu gì đó. Học hành kiểu gì mà bản điểm được như vậy? Con đi học trễ. Trễ cái gì? Cho nuôi ăn tốn cơm tốn của, không được cái gì hết. Học hành không ra gì. Cảm thấy không học được thì thôi dẹp đi. Không học được thì đi khỏi nhà đi. Đi chết đâu mà chết đi. Mệt lắm không con? Con
thấy mệt mà con mới tỉnh vậy. Hai con mệt lắm không? Không ạ. À. Không, mẹ thấy con còn đứa đứa. Hôm nay con mệt quá thì thôi nghỉ một bữa đi. Nào khỏe khoắn rồi đi học lại. Dạ vâng. Mẹ xin lỗi Huy nha. Mấy hôm mẹ làm cho Huy áp lực quá. Từ công việc, sinh hoạt cho đến việc học hành. Không sao. Có giận gì mẹ không con? Con không giận mẹ đâu. Sao? Vậy thôi con nghỉ đi, lúc nào khỏe rồi mẹ con mình nói chuyện với nhau nhé. Vâng. Xong xây chửi thôi. Cái mẹ gì vậy? Uống vậy mà chưa chết nữa. Em sợ giờ này mấy giờ rồi mà tới trễ. Có chuyện học cơ mà làm không xong. Baby, you are the lonely night of the day.
Ủa rồi sao nó chết? Nó chết. Có gì có được hả? Dính corona. Dính corona mà. Nó giảm hả? Thì có. Có. Nhưng mà thôi. Thôi cho chết đi. Để chết đi. Chết đi kìa đó.